mọi người nha. Mọi người ạ, chắc là lâu lắm rồi mọi người mới thấy Mít đúng không? Mọi người mới thấy Mít quay trở lại đúng không? Đây mọi người có thể thấy là bây giờ mình đang ngồi này là khẩu trang này, này là đồ túi sách rồi vali của mình kia. Thì mọi người ạ, mình đang trên gọi là đang chuẩn bị đợi xe để đón mình, tí nữa là xe sẽ đón mình về trong miền Nam rồi. Tí nữa mình về trong miền Nam với bố mẹ mình nhé mọi người nhá. Thì thời gian vừa rồi là thứ nhất là mình tạm thời là lần này tạm thời là mình sẽ về nhà, thứ nhất là vừa về nhà sớm chuẩn bị Tết rồi này, ăn Tết với bố mẹ bởi vì năm ngoái là Tết mình đã không được về nhà rồi. Với lại vừa rồi á mọi người biết không, dịch ấy 7 tháng trời rồi mình chưa về nhà, thế là tranh thủ thứ nhất là về nhà sớm chơi với bố mẹ. Về nhà thì có thể là chắc là mình sẽ vẫn có gì thì mình sẽ vẫn cháu cảm ơn. Có thể là mình về nhà thì mình sẽ vẫn lên video cho mọi người chẳng hạn đấy. Thì nhà chắc là về nhà mình sẽ vẫn quay video cho mọi người, quay cho mọi người biết ở trong miền Nam như thế nào, với lại ở trong đấy có những cái gì nhá mọi người. Rồi nhà mình có dãy, có cà phê hoặc là tiêu như nào thì mình sẽ quay cho mọi người. Còn vừa rồi thì mình kiểu là nói chung là vì nhiều lý do lắm nên là mình mới không lên video, mình mới nghỉ. Vì mình vừa rồi là vừa mới đi tiêm về, tại vì đi tiêm thì mình mới được về nhà ấy mọi người. Đi tiêm phải có giấy tiêm này, phải có giấy test thì về nhà mình mới không bị đi cách ly, chứ còn không thì mình mới phải đi cách ly mọi người. May quá thế nào là mình vừa mới được tiêm xong, thế là hôm nay mình điện được xe về trong miền Nam của mình rồi. Mình về trong miền Nam cũng buồn lắm nhưng mà không biết phải nói như nào cả, nhưng mà thôi lâu lắm mới chưa về bố mẹ rồi, 7 tháng rồi mà mọi người, nên là phải về bố mẹ thôi. Mọi người thì mình cũng không biết nói thế nào nữa, nhưng mà mọi người yêu quý mình ấy thì sẽ cùng đón chờ mình. Ít nữa mình về nhà xong rồi mình nghỉ ngơi một vài hôm thì mình sẽ đi quay mọi người ở trong đấy có những món gì chẳng hạn này, hoặc là ở trong đấy sống như thế nào chẳng hạn, hoặc là có những cái gì khác hơn ở ngoài này thì mình sẽ quay mọi người xem. Còn thôi tạm thời thì video mình sẽ dừng tại đây. Chúc mọi người chuẩn bị đón Giáng sinh với lại cái Tết Tết dương lịch vui vẻ nhá. Đấy nhá. Hey!